Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Như Chưa hề có cuộc chia ly là chương trình truyền hình giúp những gia đình tìm kiếm người thân mất tích, đưa những mảnh đời lưu lạc quay về đoàn tụ với thân nhân. Tối ngày 1 tháng 3 vừa qua, chương trình khiến khán giả rơi nước mắt khi chiếu lại khoảnh khắc đoàn tụ con gái nuôi sau 45 năm thất lạc của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Theo như nhà báo Thu Uyên kể lại, vào tháng 4 năm 1975, nghệ sĩ nhân dân kim cương cùng hội những khán giả thân thiết lập nhóm thiện nguyện cứu trợ đồng bào trong một lần như thế bà bắt gặp một người phụ nữ có sáu đứa con và đang trở dạ hạ sinh đứa thứ bảy bà nhận nuôi bé gái sơ sinh này và đặt tên là thương thương hẹn khi nào người mẹ tìm đến sẽ trả lại con thế nhưng ở với nhau được chưa lâu thì thương thương bị nữ y tá trần thị ngọc ánh công tác ở khoa chăm sóc trẻ thiếu tháng ở bệnh viện nguyễn văn học mang đi mất sau này Nữ y tá cho biết cô nảy sinh tình cảm với cháu bé trong lúc chăm sóc. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết mình đã trải qua 45 năm tìm kiếm con gái nuôi thất lạc khắp nơi. Mang thương thương đi rồi, nữ y tá chuyển sang làm việc tại bệnh viện khác, cũng như đổi tên đứa bé thành Trần Như Ngọc Anh. Đến năm 2016 khi thương thương bước sang tuổi 40, nữ y tá già yếu nên nói thật với con rõ sự tình. Tôi muốn gặp cảm ơn má. Má là người mẹ thứ hai của tôi. Không có má, tôi không biết mình chết từ khi nào rồi, dù vậy, Thương Thương vẫn quyết định im lặng vì ái ngại danh tiếng của người mẹ nuôi là nghệ sĩ nhân dân kim cương. Thương Thương ở thời điểm hiện tại, sau 45 năm nay đã trở thành người phụ nữ trưởng thành. Trong suốt quá trình tìm kiếm, ekip gặp không ít vấn đề khi bỗng xuất hiện nhân vật mạo danh Thương Thương. Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh đoàn tụ của hai mẹ con, mọi vất vả đều không bị phí hoài thương thương xuất hiện và ông trầm lấy nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, cả hai dàn dụa nước mắt vì xúc động. Bao nhiêu tâm sự đều được nghệ sĩ nhân dân Kim Cương bộc bạch ra, sao tới bữa nay con mới tìm má? Thôi, má con mình gặp nhau rồi, tôi không buông tay nữa, tôi không cho con cho ai nữa đâu. E kiếp cũng như nhà báo Thu Uyên mong có thể tìm lại được mẹ ruột và sáu anh chị em còn lại của thương thương. Khoảnh khắc khiến cả trường quay xúc động hai mẹ con ông trầm lấy nhau sau 45 năm. Thương thương không nói lên lời trước tình cảm của mẹ nuôi, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương.